Theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, trong 7 tháng đầu năm nay, nhập khẩu thanh long của Trung Quốc lên tới hơn 368.000 tấn, trị giá hơn 336 triệu đô la Mỹ. Trung Quốc nhập khẩu thanh long chủ yếu từ Việt Nam với lượng chiếm tới 99,99% tổng lượng thanh long nhập khẩu. Còn lại, chỉ có 0,01% là nhập khẩu từ Đài Loan. Trong 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thanh long của nước ta đạt gần 730 triệu đô la, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2020, là loại trái cây xuất khẩu số 1 của Việt Nam.